Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Mình có khá là nhiều bạn bè người Hàn Quốc và các bạn ấy khi nhắn tin thì các bạn rất là hay viết tắt. Nhiều khi mình không hiểu những cái từ đó nghĩa là gì. Nhưng mà đó là trước kia thôi, khi mà mình mới học tiếng Hàn. Bây giờ thì mình đã có cho mình một vốn từ vựng, những cái từ viết tắt ngôn ngữ xì tin ấy rất là nhiều. Những cái từ đó thì mình tổng hợp lại và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Đây là những cái từ viết tắt mà giới trẻ, những cái bạn trẻ người Hàn các bạn ấy sử dụng rất là nhiều. Cái việc viết tắt như thế sẽ giúp cho nó ngôn ngữ trở nên trẻ trung hơn, xì tin hơn này. Và nữa là nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Cũng giống như là người Việt mình khi mà chúng ta nhắn tin chat chít với nhau, chúng ta vẫn hay viết tắt đúng không? Thế thì người Hàn cũng thế. Khá là nhiều những cái từ mà các bạn cần phải biết để khi mà ai đó nhắn tin người ta viết tắt ấy, các bạn có thể hiểu được cái từ đó nghĩa là gì. Và các bạn cũng cần biết để khi mà sử dụng, các bạn có thể thể hiện được cái năng lực. À thì ra là bạn này bạn ấy cũng biết cái từ viết tắt của tiếng Hàn cơ đấy. Thế thì các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé. Mình sẽ có những cái từ viết tắt thì mình sẽ viết bằng chữ màu đỏ. Thế thì khi mà nhắn tin hoặc là chat chít với nhau, các bạn có thể sử dụng cái phần chữ màu đỏ này. Còn cái phần chữ màu xanh là cái phần nguyên văn ấy, cái từ gốc đầy đủ của nó. Và cái phần màu đen tức là cái từ mang nghĩa. Thế thì các bạn nhớ nhé, cái phần chữ màu đỏ sẽ là cái phần mà các bạn sử dụng khi mà nhắn tin chat chít với nhau. Chúng ta sẽ có cái từ nam chin. Đầy đủ sẽ là nam cha chin gu. Nam cha chin gu, bạn trai. Nam chin được lấy của cái từ nam và từ chin sẽ trở thành là nam chin. Gốc nguyên thể là nam cha chin gu, bạn trai. Bạn là con trai đấy. Tiếp theo, yo chin. Yo chin, gốc của nó chính là từ yo cha chin gu. Yo cha chin gu, bạn gái, tức là bạn là con gái đấy. Lấy của từ yo và từ chin, hai từ đầu tiên. Yo cha có nghĩa là con gái, còn chin gu mà nghĩa là bạn. Yo cha chin gu, bạn gái. Chúng ta khi viết tắt chúng ta sẽ lấy của từ yo chin. Tiếp theo chúng ta có hai ký tự. Hai ký tự này các bạn nhìn chữ màu đỏ, đó chính là từ viết tắt của từ cam sa. Cam sa mà nghĩa là cảm ơn, cảm tạ. Các bạn lưu ý nhé, những cái từ viết tắt này thì chỉ bạn bè, đồng trang lứa hoặc là người lớn tuổi nhắn tin với người nhỏ tuổi hơn thôi. Các bạn chú ý, chúng ta có từ cam sa, ký tự của chữ cờ và sờ mà nghĩa là cảm ơn. Cảm ơn nhé, cảm ơn nha. Tiếp theo, chửi, chửi. Các bạn có thể viết như thế này. Và gốc nguyên văn đầy đủ của nó sẽ là từ chơn co ủn. Chơn co ủn mang nghĩa là vui vẻ nhé, vui vẻ nha, chúc vui vẻ. Các bạn có thể viết là chơn, vui vẻ. Tiếp theo các bạn thấy nhé, hai ký tự phần chữ màu đỏ là một nét tròn, chữ ô và các bạn tạm gọi là chữ khờ. Đây là một từ viết tắt của từ tiếng Anh là từ ok, mang nghĩa là đồng ý hoặc là được. Các bạn có thể viết bằng hai ký tự này nhé. Nữa là chúng ta có chữ chờ và sờ. Đây chính là gốc của từ chê sông hoặc chê sông hâm nỉ đà mà nghĩa là tôi xin lỗi. Chê sông, chê sông hâm nỉ đà mà nghĩa là xin lỗi. Các bạn lấy của cái chữ chờ và sờ, hai chữ đầu tiên, chê sông hâm nỉ đà. Tiếp theo các bạn có chữ hờ và một số 2. Đây chính là từ annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo mà nghĩa là chào, xin chào. Hoặc nó còn là cái từ viết tắt của tiếng Anh mà nghĩa là gì nhỉ? Hay là chào hoặc là xin chào. Tiếp theo chúng ta có một từ viết tắt là từ che mịt tà. Che mịt tà, che mịt tà mà nghĩa là hay hoặc là thú vị. Gốc đầy đủ của nó chính là từ che mịt tà. Che mịt tà mà nghĩa là hay hoặc là thú vị. Các bạn có thể viết gọi là che mịt tà. Che mịt tà cũng được. Tiếp theo chúng ta có từ một chữ thờ và một chữ cờ, phần chữ màu đỏ. Đây chính là gốc của nó là từ sukohaseyo. Sukohaseyo mà nghĩa là cố gắng nha hoặc là cố gắng lên nhé. Một từ dùng để khích lệ động viên. Các bạn có thể dùng với hai ký tự thờ và cờ, suku. Tiếp theo chúng ta sẽ có chữ khờ, khờ. Các bạn hiểu đây là một cái điệu cười đấy. Điệu cười ka ka, điệu cười rất là hả hê trong tiếng Hàn ấy. Chúng ta sẽ có đây là, đây chính là ký tự của cái điệu cười. Điệu cười trong tiếng Hàn hay còn gọi là gì nhỉ? Usum sori mà nghĩa là tiếng cười. Đây là một tiếng cười, một điệu cười nhá, cười ca ca ấy. Tiếp theo chúng ta có hai chữ hờ. Đây là một điệu cười rất là sảng khoái, rất là
phóng khoáng, rất là hả hê, rất là to, các bạn hiểu như là cười ha ha. Hai chữ hờ các bạn hiểu là cười ha ha, cười rất là sung sướng. Usum sori, các bạn sẽ có usum sori mang nghĩa là tiếng cười, và điệu cười đây là điệu cười ha ha, viết là ha ha, và khi viết tắt các bạn có thể viết là hai chữ hờ. Tiếp theo là có từ nom. Nom chính là dạng viết gọn của từ nomu. Nomu mang nghĩa là rất, đây là một trạng từ chỉ mức độ đấy. Nomu các bạn có ở đây, nó lấy của từ nò và chữ m sẽ thành từ nom. Các bạn có thể viết như thế này cho nó ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta có từ, các bạn có thể viết tắt là wanchon hoặc là wanchon. Wanchon gốc của nó chính là từ wanchon hi. Wanchon hi mang nghĩa là rất. Wanchon hi các bạn có thể viết là wanchon, wanchon hoặc là wanchon, wanchon đều được nhé. Tiếp theo chúng ta có từ nèl. Nèl mang nghĩa là mai hoặc là ngày mai. Đây là một từ viết tắt viết gọn của từ neil. Neil mang nghĩa là ngày mai, thì các bạn có thể dùng với từ nèl viết gọn là thành từ nèl. Đó là lấy của chữ ne và riul gộp lại sẽ thành chữ nèl. Tiếp theo các bạn có từ mò hoặc là mồ. Mò mồ chính là dạng gốc của nó chính là từ mùa. Mùa hoặc là mu sinh đấy, các bạn hiểu là mùa, các bạn có thể viết gọi là mò. Mò mồ mà nghĩa là gì hoặc là cái gì. Tiếp theo chúng ta có từ kiang. Kiang kiang gốc của nó chính là từ cư nhàng. Cư nhàng mà nghĩa là cứ thế, các bạn có thể viết gọi là kiang kiang, và gốc nguyên thể của nó đầy đủ là cư nhàng mà nghĩa là cứ thế, cứ như vậy. Tiếp theo chúng ta có từ kềm. Kềm kềm đó chính là từ viết gọn của từ kềm. Kềm mang nghĩa là game, trò chơi, người ta có thể viết gọi là kềm. Kềm các bạn chú ý nhé. Tiếp theo chúng ta có từ Seoul. Seoul mang nghĩa là Seoul, là tên của một thủ đô, là tên thủ đô của Hàn Quốc, và đây chính là từ viết tắt của từ Seoul. Seoul người ta viết đọc, có thể dùng khi đọc, khi nói và khi viết, viết gọn là Seoul. Seoul ví dụ là Seoul 가요. Seoul 가요 mà nghĩa là tôi đến Seoul. Tiếp theo chúng ta có từ money. Money gốc đầy đủ nguyên văn của nó là từ money như thế này, tức là người ta viết theo cách đọc, các bạn có từ này viết như thế này, và cách đọc của nó cũng là từ đọc là money. Thế thì nhiều người trẻ Hàn Quốc người ta viết là money như thế này. Đây cũng là một từ theo tiếng Anh đấy, money có nghĩa là nhiều. Tiếp theo chúng ta có từ ul. Ul chính là dạng viết gọn của từ uri. Uri mà nghĩa là chúng ta. Chúng ta hoặc là chúng tôi. Các bạn có thể viết gọi là ul. Ul. Các bạn cần phải ghi nhớ gốc đầy đủ của nó là từ uri. Thường những từ như thế này thì được dùng nhiều khi mà các bạn nhắn tin chat chít với nhau thôi nhé. Tiếp theo ta có từ mail. Mail. Mail dạng đầy đủ của nó chính là từ mail. Mail mà nghĩa là mail. Các bạn sẽ có mail. Mail chính là dạng viết gọn của từ me và âm real. Mail. Mail. Thực ra khi các bạn đọc nhanh hai cái từ này, mail đọc nhanh sẽ là mail. Mail. Mail rất là giống từ mail đúng không? Nếu mà đọc nhanh thì hai cái cụm từ chữ màu xanh và màu đỏ này rất là giống nhau. Chính vì vậy mà người Hàn người ta hay đọc là mail. Tiếp theo chúng ta có từ xăm. Xăm. Xăm dạng đầy đủ của nó chính là từ si hòm. Si hòm. Thực ra khi các bạn có cái từ si hòm này, si hòm này, các bạn đọc hai cái từ này khi mà các bạn đọc vậy, thì các bạn nếu đọc nhanh cái từ si hòm ấy, thì các bạn thấy rằng nó không khác gì cái từ xăm này cả. Vì âm hờ này trong cái trường hợp này được đọc rất là nhẹ, và các bạn sẽ có cảm giác như là giống như là từ xăm. Nếu các bạn đọc nhá, si hòm, si hòm, đọc chậm sẽ là si hòm, nhưng mà đọc nhanh sẽ là xăm, 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 thì rất là giống cái từ chữ màu đỏ này. Và vì vậy nên là khi mà viết, khi mà nói, người ta thường hay dùng cái từ xăm này, đặc biệt là người trẻ ấy, mà nghĩa là thi mà. Tiếp theo chúng ta có từ môi kết tà. Môi kết tà. Môi kết tà gốc đầy đủ của nó chính là từ moruketta. Moruketta mà nghĩa là không biết, tôi không biết, và người ta có thể viết là moruketta. Moruketta. Tiếp theo chúng ta có từ xem.
Xem mà nghĩa là son sen ni, mà nghĩa là thầy cô giáo. Các bạn có từ xem này, chính là từ lấy của cái từ một chữ s đầu tiên này, lấy của chữ e này và lấy của chữ m sẽ là xem. Các bạn nếu xem phim Hàn Quốc nhiều thì sẽ thấy các bạn học sinh hay gọi là xem, có nghĩa là thầy ơi hoặc là cô ơi. Thì cái từ này cũng được dùng cả khi nói và khi viết rất là nhiều. Anyo. Đây là một hình thức viết để cho nó nhanh hơn khi mà các bạn nhắn tin hoặc khi các bạn viết ấy. Và gốc đầy đủ của nó chính là từ anyo, anyo. Và người ta có thể viết gọn là anyo. Thì ký tự nó sẽ trở nên gọn hơn đúng không? Nó mang nghĩa là không. Anyo, không. Tiếp theo chúng ta có từ alba. Alba mang nghĩa là làm thêm. Một từ này sử dụng rất là nhiều. Thay vì nói arbeite, arbeite thì người ta hay dùng cái từ alba, alba mang nghĩa là làm thêm. Tiếp theo chúng ta có từ không. Không mang nghĩa là máy tính. Không. Dạng đầy đủ của nó chính là từ computer. Computer mang nghĩa là máy tính. Thường là máy cây để bàn ấy. Computer. Thì các bạn sẽ dùng cái từ không. Nữa là chúng ta có từ amtun. Amtun. Amtun mang nghĩa là dù thế nào. Đầy đủ của nó là từ amutun. 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 Và chúng ta biết gọi là amtun. Amtun chính là lấy của cái từ a này, lấy của m này và lấy của từ thân hợp lại với nhau sẽ là amtun. Dù thế nào. Ví dụ amtun gaya dae, nghĩa là dù thế nào thì cũng phải đi. Tiếp theo chúng ta có từ yoi cùng. Yoi cùng mang nghĩa là học chăm chỉ. Yoi cùng học chăm chỉ. Đây chính là từ viết gọn của viết tắt của yolshimi kungbu. Yolshimi kungbu mang nghĩa là học chăm chỉ. Các bạn có từ yolshimi mang nghĩa là một cách chăm chỉ. Kungbu mang nghĩa là học. Thế thì các bạn sẽ lấy của cái từ yol và từ cung. Yol cùng mang nghĩa là học chăm chỉ. Tiếp theo chúng ta có từ viết tắt là từ oan sổ. Quan sổ mang nghĩa là rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Thì đây chính là từ viết tắt của từ oán chon hi so chung hẳn. Oán chon hi so chung hẳn. Thì các bạn lấy của từ oan, cụm oán chon hi các bạn lấy từ oan và từ so chung hẳn mang nghĩa là quan trọng đấy. Thì các bạn lấy của từ so. Oán chon hi mang nghĩa là rất hoặc là rất rất hoặc là vô cùng đấy, cực kỳ đấy. Thì các bạn lấy từ oan và từ so sẽ có cụm là oán so mang nghĩa là rất quan trọng. Tiếp theo chúng ta có ba ký tự g, ch và th. Đó chính là viết tắt của từ quyến chăn thả. Quyến chăn thả là không sao. Các bạn có ở đây là đấy của âm g này, ở đây lấy của âm ch này. Thế thì tại sao ở đây lại là âm th? Đó là lấy theo phiên âm các bạn nhé. Các bạn có từ quyến chăn thả viết như thế này, nhưng khi phát âm thì các bạn có phụ âm h và tờ này. Các bạn đọc nối lên với nhau sẽ trở thành âm th. Và các bạn sẽ có là quyến chăn thả mà nghĩa là ổn hoặc là không sao. Và người ta sẽ lấy theo viết tắt dựa trên cái phần phiên âm. Người ta sẽ lấy chữ g này, chờ và âm thở. Các bạn sẽ có ba ký tự này. Các bạn có thể dùng nhắn tin với nhau. Ví dụ ai đó nhắn tin là ọt tê, cậu thế nào? Thì các bạn có thể nhắn tin lại một cách gọn nhẹ là gì nhỉ? G, chờ và thở. Và các bạn hiểu là quyến chăn thả có nghĩa là tao không sao hoặc là tớ không sao, tớ ổn. Tiếp theo chúng ta có hai cái bốn cái ký tự là chữ chờ khờ như thế này. Và các bạn sẽ có gốc của nó là từ chu kha chu kha. Chu kha chu kha. Hoặc các bạn có thể sử dụng với hai ký tự này thôi cũng được. Chu kha mang nghĩa là chúc mừng nhé. Các bạn có từ chu kha ha ta đấy mang nghĩa là chúc mừng. Chu kha. Ở đây thì người ta cũng lấy theo cái phần phiên âm nhé. Chúng ta có âm cờ và hờ này gặp nhau thì các bạn sẽ đọc thành âm khờ. Như vậy người ta sẽ có từ chu kha, tức là lấy của âm chờ và khờ. Chúc kha là chúc mừng nha. Tiếp theo, ki tài mang nghĩa là chờ chút nhé, chờ nha, ki tài. Đó chính là từ viết tắt viết gọn của từ kitari theo. Kitari theo có nghĩa là hãy đợi tôi chút nhé. Thì ở đây người ta có lấy từ ki này, ta này và âm r. Ki tài là chờ chút nha, chờ một chút nhé. Tiếp theo là có từ yutin. Yutin là dạng viết gọn của yuchiwonsen. Yuchiwonsen mang nghĩa là học sinh mẫu giáo. Yuchiwonsen mang nghĩa là học sinh mẫu giáo, tức là trường mẫu giáo. Chúng ta hiểu là học sinh trường mẫu giáo đấy.
Tiếp theo chúng ta có từ chô tình. Chô tình. Chô tình mang nghĩa là học sinh tiểu học. Các bạn có ở đây là chô tưng hắc sen. Chô tưng hắc sen mang nghĩa là học sinh trường tiểu học. Các bạn có từ chô mang nghĩa là tiểu, nhỏ. Tinh các bạn hiểu là chô tinh là học sinh tiểu học. Tương tự chúng ta có từ trung tình. Trung tình. Trung tình mang nghĩa là học sinh cấp 2. Trung có nghĩa là trường trung học đấy. Trung hắc sen chính là dạng nói khác đi của từ trung hắc sen. Trung hắc sen mà nghĩa là học sinh cấp 2. Thế thì người ta có thể dùng với từ trung tinh. Tương tự các bạn có từ cô tinh. Cô tinh. Cô tinh mà nghĩa là học sinh cấp 3. Chính là cách nói gọn của từ cố tưng hắc sen. Cô tưng hắc sen. Cô tưng có nghĩa là cấp 3 đấy. Hắc sen là học sinh. Thế thì các bạn có thể dùng khi nói và khi viết với từ cô tình. Tiếp theo chúng ta có từ the tình. The tình. The tình mang nghĩa là sinh viên đại học. Chính là một từ khác của từ the hắc sen. The hắc sen. Cái từ hắc sen này các bạn cần gấp đôi phụ âm khi phát âm nhé. The hắc sen có nghĩa là học sinh đại học, sinh viên đại học. Tiếp theo chúng ta có từ viết tắt là từ chinh chu. Chinh chu. Gốc của nó chính là từ chinh cu chu cả. Chinh cu chu cả mà nghĩa là thêm bạn, tức là chúng ta hiểu khi ai đó gửi lời mời kết bạn chẳng hạn, chúng ta đồng ý, chúng ta chấp nhận và chúng ta muốn thêm bạn vào thì chúng ta dùng với cái từ này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái từ viết tắt đó là gì nhỉ? Các bạn nhìn thấy phần chữ màu đỏ này thì đây chính là ký tự của cái dòng nước mắt nó chảy xuống ấy. Đây chính là việc urinki, tức là cái việc mà chúng ta khóc. Thì khi mà chúng ta muốn biểu đạt cái cảm xúc, cái tâm trạng là tôi đang khóc ấy, thì các bạn sẽ dùng hai cái dấu này nhé, tức là cái phần chữ màu đỏ như mình viết đây này, chúng ta hiểu là chúng ta đang khóc. Nữa là khi mà chúng ta có cái từ viết tắt là một cái từ hai cái chữ màu đỏ như các bạn nhìn thấy nhá, thì các bạn hiểu là mani urinki có nghĩa là khóc rất là nhiều, khóc rất là nhiều, thì các bạn dùng với ký tự này. Tiếp theo khi mà các bạn có hai cái như là cái con mắt nhìn này, tức là chúng ta hiểu là đây là một cái ký tự thể hiện cái sự câm nín, tôi chỉ biết trố mắt ra tôi nhìn thôi, tôi không biết nói gì cả, thì cái ký tự này được hiểu là cái sự câm nín, nín lặng, không biết nói gì hết. Tiếp theo chúng ta có một cái từ viết tắt là từ Arinso. Arinso chính là từ viết gọn của Arasso. Arasso, tôi biết rồi. Thì các bạn có thể dùng với từ Arinso là tôi biết rồi. Một cách dùng như thế này thì nó sẽ ngắn gọn hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Nếu là chúng ta có từ chữ sờ và chữ cờ, các bạn cũng có thể hiểu là Suko Hasasayo, mang nghĩa là bạn vất vả rồi. Cái ký tự này được hiểu thứ nhất là gì nhỉ? Có thể là bạn cố lên nhé, hoặc khi mà công việc đã kết thúc rồi thì cái ký tự này được hiểu là bạn đã vất vả rồi. Thì tức là tùy từng cái ngữ cảnh, tùy từng cái thời gian ấy, từng cái tình huống xảy ra mà các bạn hiểu cái ký tự này nó mang nghĩa là bạn cố lên nhé, hoặc nó mang nghĩa là bạn vất vả rồi. Tiếp theo chúng ta có từ viết tắt là từ nomna. Nomna chính là dạng viết gọn của nomuna. Nomuna mang nghĩa là quá, quá, ví dụ là quá nhiều hoặc là quá ngon hoặc là quá khủng khiếp ấy, thì các bạn có cái từ nomuna thì nó được đứng đằng trước của tính từ. Chúng ta sẽ có cái từ nomna chính là dạng viết gọn của nomuna. Tiếp theo chúng ta có từ viết tắt là từ gancho. Gancho chính là cái từ này mang nghĩa là dạy. Chúng ta có từ gốc nguyên thể của nó là từ gancho. Gancho mang nghĩa là dạy hoặc là dạy bảo. Thì người ta có thể dùng với từ gancho. 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 Thực ra khi mà các bạn phát âm ấy, gancho, các bạn phát âm nhanh ấy thì rất là giống với từ gancho. Gancho. Các bạn để ý nhá, các bạn thử phát âm hai cái cụm từ này và các bạn sẽ thấy rằng khi mà các bạn phát âm nhanh thì chúng rất là giống nhau. Chính vì vậy mà khi nói hoặc là khi viết người ta có thể dùng với cách rút gọn là gancho. Gancho là dạy, dạy bảo. Tiếp theo các bạn có hai ký tự là chữ N. Nó mang nghĩa là no no, mang nghĩa là không không. Đây là một từ tiếng Anh và tất nhiên là thường là chỉ giới trẻ dùng nhé. No no mang nghĩa là không không. Tiếp theo chúng ta có ba ký tự M, Ch và N, mình tạm gọi ra tiếng Việt là như thế. Chính là từ viết tắt của từ Michinom. Michinom mang nghĩa là tên điên, thằng điên hoặc là đồ điên. Michinom. Michin có nghĩa là điên khủng đấy. Điên, nôm là thằng, là tên. Michinom là thằng điên hoặc là đồ điên. Các bạn có thể dùng với từ M, Ch và N. Ví dụ khi ai đó nhắn tin bảo là tối nay đi hẹn hò với anh nhé, một cái người mà mình không biết là ai cả nhắn tin đến như thế thì mình rất là ghét và mình sẽ nhắn tin là ba cái ký tự này và người ta tự hiểu là Michinom, tức là chúng ta đang chửi là đồ điên, thằng điên, tên điên. Tiếp theo chúng ta có từ
viết tắt là 끌고, 끌고 mà nghĩa là và, chính là dạng viết gọn của từ 끌이고, 끌이고 mà nghĩa là và. Ví dụ hôm nay và ngày mai, hôm nay tôi học bài và ngày mai tôi nghỉ ngơi, thì ta có từ 끌이고 là liên từ nối mà nghĩa là và, và người ta có thể dùng để nói hoặc là viết một cách rút gọn là 끌고, 끌고, 끌고 có nghĩa là và. Tiếp theo chúng ta có từ 바이바이, 바이바이 mà nghĩa là tạm biệt. Đây cũng là một từ gốc tiếng Anh nhé. 바이바이 mà nghĩa là 바이바이, tạm biệt nha. Tiếp theo chúng ta có từ 어서와, 어서와 chính là dạng viết tắt của từ 어서와, 어서와 mà nghĩa là mời vào, vào đi. 어서와, 어서와, 어서와 mà nghĩa là vào đi. Thì chúng ta có lấy của từ 어 và chữ 서 này nối lên đây, nối lên với từ 와. 어서와, 어서와, vào đi, mời vào. Tiếp theo chúng ta có từ rút gọn là từ 난주, 난주 chính là dạng rút gọn của từ 나중에, 나중에 mà nghĩa là sau này. Tiếp theo chúng ta có từ 짱나, 짱나 mà nghĩa là bực mình. Thì gốc đầy đủ của nó chính là từ 짜증나, 짜증나 mà nghĩa là bực mình, bực bội. Thì các bạn sẽ có 짱나, 짱나 là dạng rút gọn. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn những cái ngôn ngữ, những cái từ ngữ viết tắt được sử dụng nhiều, chủ yếu là giới trẻ Hàn Quốc người ta sử dụng các bạn nhé. Các bạn hãy ghi nhớ để khi ai đó nhắn tin cho các bạn bằng cái ngôn ngữ này thì các bạn có thể hiểu được người ta đang muốn nói ý là cái gì, và các bạn cũng có thể hoàn toàn sử dụng những cái từ ngữ viết tắt này để các bạn nhắn tin với bạn bè để cho nó trở nên xì tin hơn, trẻ trung hơn, đúng không? Và nữa là để tiết kiệm thời gian hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.